oxytocin, high on hoping that the way you love me can fix how I hate myself. Xin chào mọi người, hôm nay là buổi sáng thứ hai mình có mặt tại Singapore. Thì đêm qua trời mưa cũng khá là lớn nhưng mà thời tiết hôm nay thì trông cũng rất là đẹp. Mình vệ sinh cá nhân xong thì cùng cả gia đình ngồi ăn sáng. Ở đây thường các gia đình sẽ ăn sáng với các loại bánh hấp dùng kèm với cà phê hoặc là sữa nóng. Bánh bao và xíu mại ở đây thì ăn rất là ngon, mình cảm thấy cái mùi vị cũng như là cái bột bánh rất là mềm. Mình cũng chuẩn bị cho mình sẵn một chai nước để mang theo dùng cho tiện. Hôm nay thì tụi mình sẽ ghé Store Sunny ở trung tâm thương mại Somerset để lấy cái tay cầm của máy ảnh. Do tối qua cái store mình đi á, thì nó bị hết hàng cái tay cầm. Buổi sáng ở đây á, thì mình thấy không khí nó khá là yên bình và vắng vẻ, vì mình nghĩ là đa số mọi người buổi sáng á, đều đi làm hết trơn rồi. Gần nhà anh mình thì có một cái rất là tiện vì nó gần trạm MRT, cho nên các bạn lưu ý là khi các bạn thuê phòng hoặc là thuê khách sạn ở Singapore thì các bạn nên chọn những cái địa điểm nào mà gần MRT thì nó rất là thuận tiện để mà di chuyển. Thì á, hiện tại trong thẻ của mình á, mình nghĩ là nó không còn đủ tiền nữa, thì mình sẽ đi bỏ thêm tiền vô đây thì cũng đơn giản thôi. Các bạn nhìn thấy cái chữ Play Card kia không? Xong các bạn để cái thẻ các bạn lên đây đó, sẽ hiện ra cái giá trị thẻ của các bạn này hiện tại bây giờ còn 4.81 đồng đúng không? Sau mấy bạn muốn add thêm vô thì mấy bạn bấm vào nút add value, sau đó bằng cash thì nó sẽ có mệnh giá là 2, 5, 10 với lại 50 đô. Thì bây giờ mình sẽ lấy tiền mình bỏ vô. Mấy bạn bỏ vô tiếp đó. Thì nhìn thấy cái màn hình phía dưới không? Nó sẽ hiện ra là bây giờ thẻ bạn có 12 đồng. Sau đó các bạn để cho cái này nó chạy xong, các bạn đừng có bị mua cái cạc nha. Thì nãy trong máy của mình còn 4 đô 81, thì bây giờ total là 16 đô 81. Đó, sau bây giờ hả, tụi mình lấy cái thẻ ra. Mình biết là đa số các bạn đều biết các cách này rồi, nhưng mà nếu như ai chưa biết thì cũng có thể tham khảo nha. Đây là hệ thống MRT Phú Tài Singapore luôn. Thì các bạn có thể thấy những cái line màu ở đây rất là nhiều đúng không? Có màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng, nói chung là rất là nhiều màu. Thì nếu như các bạn muốn xác định các bạn hiện tại đang ở đâu á, thì các bạn có thể nhìn vô cái chấm đây nè, nhìn sát vô cái chấm nè, hiện tại mình đang ở Whitley nè, đúng không? Đó, cái chấm màu đỏ này. Thì bây giờ cái địa điểm tiếp theo mình muốn đi tới á, là Orchard. Các bạn phải xác định được địa điểm tiếp theo các bạn đi tới có cái trạm MRT nào nha. Thì mình đi tiếp theo tới Orchard. Mình từ cái line màu tím mà mình đi tới cái line màu đỏ thì như thế nào? Thì có nghĩa là khi các bạn đi cái line màu tím này đó, các bạn sẽ hình nhìn thấy cái điểm giao cắt giữa cái chỗ NS24 này không? Đó, cái chỗ mình chỉ nè, cái NS24 này. Thì khi đó thì bạn đi MRT từ cái line này cho tới điểm giao cắt giữa NS24 với lại NE6 nè. Các bạn xuống trạm, sau đó các bạn bắt tiếp một cái MRT đến Orchard. Sau khi xác định được điểm đi thì mình sẽ tắt thẻ để đi qua cửa. Ở đây khi đi thang cuốn thì mình sẽ đứng ở phía tay trái, hướng tay phải còn lại thì ưu tiên cho ai muốn đi nhanh hoặc là có công việc gấp. Phía trong MRT thì khá đông do cũng đang là giờ đi làm. Ở đây thì khi ngồi ghế các bạn cũng nên lưu ý là những cái màu ghế của người già, cũng như là nếu như là mình thì mình sẽ ưu tiên cho những người lớn tuổi có ghế ngồi. Mình nghĩ mình còn trẻ thì mình đứng một chút xíu thì cũng không sao. Gave my best, made a home but still feel like a guest. And if I've made just one mistake, it's not speaking with my chest. And maybe I'll just cry a little less. The tension had. Hiện tại thì tụi mình đang có mặt ở store của Sony nhưng mà chưa mở cửa. Store Sony này ở Somerset, 313 Somerset. Ở đây làm nhân viên có vẻ vui nè. Em mình nghĩ chắc 11 giờ mới mở cửa đó. Trong khi chờ đợi Store Sony mở cửa thì mình có dạo quanh cái khu Somerset. Thì mình thấy là đa số các cửa hàng ở đây đều mở cửa rất là trễ, cho nên bạn nào mà muốn ghé thăm Somerset thì các bạn nên xem giờ. Khoảng có 11 đến 12 giờ thì trung tâm ở đây bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Sau khi tụi mình lấy đồ xong ở Store Sony thì tụi mình sẽ xuống phía dưới lầu để ăn Sushi Express. Đây là một chuỗi sushi rất là nổi tiếng ở Singapore. Sushi ở đây thì được tính dựa trên màu sắc của mỗi dĩa, giá thành dao động từ 1.5 đô cho đến 3 đô.
Khi ăn ở đây thì mọi người sẽ được tận mắt nhìn thấy cách mà đầu bếp làm sushi. Và điều đặc biệt, ngoài giá cả thì mình thấy nó rất đa dạng về món. Có sò đỏ, nè, tôm, bầu ngư, cá hồi, bạch tuộc v.v. Nói chung là rất là nhiều. Trong đó có cả những cái món dessert rất là ngon. Ở đây thì trà và nước nóng thì có sẵn ở trên bàn. Bạn nào thích uống trà thì có thể pha theo ý thích của mình. Kế bên khay đựng trà là một khay đựng chén và wasabi. Ở trên bàn thì có sẵn nước tương, các bạn có thể pha cái wasabi theo ý thích của mình. Cái khúc này thì đáng lẽ mình phải chế bằng cái giò bên kia, nhưng mình không hiểu cái năng lượng nào mà khiến mình chế bằng cái giò màu đỏ thông hơi nữa. Thiệt tình luôn, quê, thiệt là quê. Nhưng mà không, dù quê nhưng mình vẫn ăn rất nhiều nha. Cái mà mình thật sự thích ở đây ngoài giá cả phải chăng thì phải nói ở đây là nguyên liệu nó rất là ngon. Cảm giác nó rất là tươi luôn á. Telling you the truth is hard for me. So Jesus, could you help me out? 'Cause I'm bursting at the seams. I guess I never makes always get to me. Often leave me dazed and wondering. Tổng cộng hôm nay thì vợ chồng mình ăn là 18 dĩa, hết khoảng 33 đô sinh, thì tầm khoảng cỡ 550.000 tiền Việt Nam. Mình thấy là một bữa ăn như vậy rất là ok. Nếu như có dịp đến Sinh thì các bạn cũng nên thử ở Sushi Express một lần để xem cái cảm nhận cũng như là trải nghiệm của các bạn như thế nào nha. Sau khi ăn xong thì chúng mình cùng nhau dạo quanh O Chạc và đến Apple Store nha. Hiện tại tụi mình đang có mặt tại Apple Store tại Orchard. Đây là một Apple Store lớn nhất ở Singapore. Ở bên trong thì có rất nhiều những anh chị sale sẽ đến và tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho người mua. Không gian ở đây thì được trang trí rất là đẹp, có cây xanh và khu vực ngồi riêng cho khách. Vào đây thì chắc chắn ai cũng sẽ dạo qua khu vực điện thoại nè, iPhone 14 thần thánh, MacBook Pro thế hệ mới xịn sò. Ở đây thì thường các anh chị nhân viên sẽ tổ chức các buổi thảo luận và giới thiệu các tính năng mới của Apple rất là sôi nổi. Mình thấy store tạo cho người mua cái cảm giác rất là gần gũi. Nó không chỉ là giữa người mua và người bán đồ công nghệ, mà hơn hết là một buổi gặp mặt chia sẻ giữa những người đam mê đồ công nghệ với nhau. Sau khi mua đồ xong ở Apple Store thì mình ghé vào một trung tâm thương mại để mua mỹ phẩm. Các store ở đây thì bắt đầu trang trí và bán các đồ Noel rất là đẹp. Không khí Noel thì ở khắp mọi nơi. Mình thấy hình như Singapore thì trang trí Noel cũng khá là sớm. Thời điểm mình đi thì cũng chỉ khoảng tháng 11 thôi, nhưng mà hầu như các đường phố đã có rất là nhiều cây thông được trang trí hoàn thiện và lên đèn rất là đẹp. Noel thì đúng là một mùa rất là đáng trông đợi trong một năm. Nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác là yên bình, đặc biệt là cái không khí se lạnh khiến cho tâm trạng chúng ta thả lỏng hơn rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang có mặt tại store của Sephora. Đây là một store mà bất cứ một cô gái nào cũng thích, mình tin chắc chắn luôn. Ở đây nó bán hầu như tất cả các brand mỹ phẩm ở khắp nơi, từ Gucci, Dior hay là Lancôme v.v. đều tụ họp tại đây. Hôm nay thì mình sẽ dự định mua một bảng màu mắt đơn giản và một vài cây son. Vì ở đây nó tập hợp rất là nhiều các brand cho nên tạo cho khách hàng cái sự đa dạng hơn về sự lựa chọn, cũng như là có nhiều tầm giá khác nhau. Sau khi mua đồ xong ở Sephora thì bây giờ tụi mình sẽ lên tàu điện ngầm để di chuyển đến Chinatown, một trong những địa danh khá nổi tiếng ở Singapore. Chinatown là một trong những khu phố với những con đường hẹp, bao gồm những cái phố ẩm thực Trung Hoa và những cái nhà hàng phục vụ các món truyền thống lâu đời như là cơm gà Hải Nam, mì và những thịt xiên nướng.
Ở đây có những cái cửa hàng bán đồ lưu niệm và những cửa hàng mang những cái phong cách Ấn Độ rải rác ở trong khu vực. Nói chung đây là một nơi mà các bạn có thể mua quần áo, đồ thủ công cũng như là những đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh để tặng cho người thân cũng như bạn bè. Lúc này là do mình chưa quen sử dụng cái máy ảnh cho nên các cảnh quay nó không được cứng tay và cũng hay bị rung lắc, cho nên mong các bạn thông cảm với mình. Tụi mình ghé qua một cái tiệm chè khá lâu đời ở khu phố này. Tiệm này thì mang một cái phong cách khá là cổ kính. Chè ở đây thì dao động từ 3 cho đến 5 đô một phần. Ăn cũng khá là lạ miệng, nhưng mà mình thấy chè ở Việt Nam mình thì đỉnh hơn. Đó là theo cảm nhận riêng của mình, mình thấy chè Việt Nam của mình ok hơn. Nhưng mà khi đến một vùng đất khác thì chúng ta cũng nên thử những cái loại ẩm thực ở đây để xem cái cách mà người dân ở đây ăn như thế nào, cũng như là cái khẩu vị khác biệt ra sao. Nếu như đã đến Chinatown thì nên khám phá thêm một địa danh hết sức nổi tiếng là Chùa Nha Phật. Chùa Nha Phật thì nằm trong khu Chinatown giàu tính lịch sử. Không gian bên trong được thiết kế tỉ mỉ với những cái nhìn toàn diện về nghệ thuật cũng như là lịch sử Phật giáo. Tại bảo tàng và chùa răng Phật kể về những câu chuyện văn hóa biến đổi qua hàng ngàn năm, được xây dựng vào năm 2007. Ngôi chùa được đặt tên theo một bảo vật mà các Phật tử tin rằng răng nanh bên trái của Đức Phật được lấy từ giàn thiêu trong đám tang của Ngài ở Kushinaga, Ấn Độ, và được trưng bày tại tầng trệt của ngôi chùa này là một trong những bảo vật linh thiêng. Ngôi chùa này còn lưu giữ rất là nhiều những di vật linh thiêng của Đức Phật như là xá lợi xương và lưỡi, còn Linh Quang Bảo Điện thì được lưu giữ ở lầu 4 và là nơi có bảo vật quan trọng nhất của chùa. Viếng chùa xong thì lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa, tụi mình ghé qua một quán ăn ở trên đường trong khu Chinatown. Ở đây thì cũng là một cái quán rất là nổi tiếng ở Singapore. Giá của mì xào mình gọi là 13 đồng, nó rất là nhiều, đủ cho hai người ăn luôn. Lúc này thì trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn. Ngày đầu tiên khi mình tới Sinh á, thì buổi chiều trời cũng mưa sấm sét rất là lớn luôn. Thì hôm nay là ngày thứ hai trời cũng mưa. Nói chung là một chuyến đi thì mình thấy nó rất là vui, nhưng mà thời tiết thì như không ủng hộ lắm. Tụi mình về đến nhà nghỉ ngơi một lúc thì cùng gia đình đi ăn ở một tiệm mì khá là truyền thống và nổi tiếng ở Singapore. Vì đi với anh chị hai và có cả em bé nhỏ cho nên tụi mình đi taxi để thuận tiện hơn. Đây là đường phố và quang cảnh Singapore vào buổi chiều. Giao thông ở đây thì cũng khá là đông đúc và cũng bị ùn tắc nhẹ chứ không phải là không kẹt xe nha. Di chuyển tầm 15 phút thì tụi mình đã đến trung tâm thương mại. Nhà hàng mà tụi mình sắp sửa ghé thăm là một nhà hàng rất là nổi tiếng với các món ăn Trung Hoa lâu đời. Anh chị của mình thì đã đặt bàn trước cách đây vài ngày vì nhà hàng này thì thường khá đông vào cuối tuần. Cho nên khi đến đây các bạn nên đặt bàn trước nha. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy tận mắt các anh đầu bếp làm ra những chiếc sủi cảo và diễm sắm cực kỳ thú vị và đẹp mắt. Nhà hàng này có tên là Paradise Dynasty, một nhà hàng rất là nổi tiếng nằm ở nhiều trung tâm thương mại. Các bạn cũng có thể ăn ở các chi nhánh của nó. Nó cũng khá là phổ biến ở Singapore. Các bạn có thể nhìn thấy là ở phía trong rất là đông đúc luôn. Ở đây thì đặc biệt nổi tiếng với món là tiểu long bao, nhiều màu sắc và hương vị. Mỗi màu sắc thì đều có những đặc trưng và mùi vị khác nhau, ví dụ như là gan ngỗng, vị rau cải, vị cheese, vân vân. Vì gia đình của mình thì ai cũng thích ăn mì cho nên mỗi người gọi một phần mì kèm theo một lòng tiểu long bao và bánh đậu đỏ chiên giòn nổi tiếng. Sợi mì ở đây đặc biệt thì mềm dai, nó không bị to cứng. Sủi cảo thì mình thấy cái vỏ của nó rất là mỏng nha, và đầy nhân, ăn vô cùng ngon luôn. Và đây là một trong những món nổi tiếng nhất ở nhà hàng, tiểu long bao. Khi ăn thì các bạn nên kèm theo một lát gừng và chấm vào nước sốt giấm của nó. Tất cả các hương vị như là béo, thơm, ngọt, chua hòa quyện lại với nhau tạo nên một cái hương vị rất là ngon. Mình nghĩ đây là một nhà hàng rất là nên thử khi các bạn đến Singapore. Sau khi ăn tối xong thì tụi mình bắt MRT đi đến Lucky, một nơi rất là nổi tiếng, đó giống như là phố Bùi Viện ở mình gì đó. Ở đó thì tập trung rất là nhiều pub, những cái quán ăn rất là ngon. Thì bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đến thăm Lucky thôi. She calls a fever. Ooh.
lời kể của chồng mình thì chồng mình từ ly hôn sinh ở đây á, kể là khu này ngày xưa rất là đông đúc, nhưng mà có lẽ sau đại dịch thì đa số các quán ăn ở đây đều đã đóng cửa rồi. Ở thời điểm này khi tụi mình đi á, thì Singapore cũng ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm mỗi ngày. Mình cảm thấy hơi tiếc vì không được nhìn thấy cái sự đông đúc và tấp nập, nhưng mà cảnh vật xung quanh đây á, xung quanh cái dòng sông này cũng rất là đẹp. Ở đây thì thường có những cái tour du ngoạn ở trên thuyền cũng rất là thú vị. Thời gian bây giờ cũng khá là trễ cho tụi mình quyết định tạm biệt Lucky để quay về nhà. Rất cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ cho tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở vlog tập sau. Bye bye. Just slide on over here, girl, that's right. Then give me that twirl, good God. Perfection.